Xin chào các bạn, suốt 3 tháng qua thử nghiệm mở lớp học người cá miễn phí ở các câu lạc bộ hồ bơi công cộng rất thành công, đón nhận được nhiều học viên là trẻ em đến bơi lội, làm cho tôi rất cảm động vì biết các em nhỏ muốn trở thành người cá để phụ tôi thực hiện sứ mệnh bảo vệ thiên nhiên và động vật, nên tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn nữa để mở lớp học lâu hơn, là từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối luôn, kể từ đầu tháng 4 năm 2017 này. Địa điểm bí mật chỉ dành cho những bạn đã mua đồ thời trang người cá mới biết chỗ ở của tiên cá. Thế nên để tránh sự tò mò của con người, tôi sẽ tổ chức học bơi ở nhà. Lớp dạy bơi miễn phí này đảm bảo sẽ cho các bạn những kiến thức thâm thúy nhất về các kỹ thuật bơi cơ bản, bơi nâng cao, bơi chuyên nghiệp của vận động viên, rồi lặn biển kiểu free diving, lặn biển cấp bằng quốc tế được thế giới công nhận, rồi tạo điều kiện để các bạn thi đấu biểu diễn nghệ thuật dưới nước synchronized swimming, hay là tham gia những cái buổi thể dục nhịp điệu dưới nước cùng với Tion là aqua zumba, hoặc chơi môn thể thao water polo, đó là thể thao bóng ném ở dưới nước. Rồi phương pháp để trở thành một người cá thật sự, tập luyện kết hợp với thiền, yoga, thái cực quyền, pháp luân công, nhân điện, khí công, biết cách dùng nước để chữa bệnh tật, gọi là thủy trị liệu, hay bơi lội đúng cách để có thể nhiếp tâm vào nước, giúp gia tăng sức khỏe và trí tuệ. Nói chung là tôi đã đúc kết kinh nghiệm học hỏi tất cả tinh hoa của tất cả pháp môn giác ngộ, làm chủ thân tâm để truyền dạy cho các bạn thành tiên cá luôn cũng được. Nên đến với cái lớp học miễn phí này, bạn sẽ được tham gia với đủ loại hình thể thao dưới nước, với đủ phương pháp luyện tập của các bậc hiền tri thức từ xưa đến nay đều kết hợp vô bơi lội. Vậy bạn đã sẵn sàng học bơi miễn phí với Tiêu Ân chưa? Từ một người thường được học bơi như cá để trở thành kình ngư, rồi thành người nhái, rồi thành người cá để đi cứu thế giới, bảo vệ môi trường, thiên nhiên, động vật. Bạn có biết rằng để nhận ra được cái chân lý này, tôi phải tốn gần 20 năm tu vi ở trong nước. Nên tranh thủ đến với lớp học bơi miễn phí này đi, tôi sẽ truyền dạy hết kinh nghiệm bơi lội, lặn biển đỉnh cao cho bạn. Chương trình kèm theo của khóa học bơi là tiệc dành cho người cá, một buổi tiệc nhẹ thôi, người thường vẫn có thể tham gia bằng cách đăng ký thành viên trên website Momentum để nhận được email thông báo chi tiết về buổi tiệc này. Nội dung trong sự kiện tiệc người cá này gồm có trải nghiệm cảm giác bơi lội cùng tiên cá, được quay phim chụp hình lưu niệm với các bạn người cá khác và các bạn thú vật dễ thương, đố vui trúng thưởng nhận những phần quà hấp dẫn dành cho người cá tiên cá, là đồ thời trang, người cá đuôi cá, da cá, phụ kiện người cá, đồ bơi, quần áo gì đó, đủ thứ hết. Rồi thưởng thức những món ăn ngon bổ dưỡng có kèm theo cả bí quyết nấu ăn mang về, quá sướng rồi nha.